Chào mọi người nhé, hôm nay thì em có chút thời gian rảnh rỗi, em có chọn được cho mọi người một số cái con máy độc và lạ. Nói chung là nó cũng khá là cổ rồi, bởi vì những con máy này thì nó cũng có rất là lâu ở trên thị trường rồi. Nói chung là nó cũng trên dưới 10 năm rồi đấy, có những con thì chưa được 10 năm, có những con thì nó trên 10 năm rồi. Đấy thì những con máy này thì chỉ có những anh chị 8X hoặc là 9X đời đầu mới biết được nó thôi. Còn các bạn 2K bây giờ thì gần như là sẽ không biết được đến những con máy điện thoại này. Thì em có chọn những con nhìn nó ngoại hình nó còn khá khá để, tặng mọi người thôi. Những con này thì tặng không bán, cam kết là chỉ tặng không bán. Ai gạ mua cỡ nào cũng không bán, chỉ có tặng thôi. Đấy thì tặng cho những anh em nào mà thích sưu tầm đồ cổ để cho anh em có đa dạng trong cái bộ sưu tập thôi. Chứ còn những con này thì gần như là không dùng được nữa rồi. Có con thì vẫn dùng ngon online ok nhé. Có những con thì không dùng được nữa. Đấy. Đây thì em sẽ cho mọi người xem này. Như con này là con Samsung này. Con này thì vẫn còn zin nét luôn nhá. Còn nguyên tem của FPT này. Con này là C170. Đây là viên pin của nó này. Viên pin của nó là bị phồng rồi. Nên là em không không nó mỏng nên là không lắp được lắp lưng. Em bỏ viên pin ra thôi. Chứ còn lắp pin vào và bật nguồn vẫn nên bình thường nhé. Đó. Đấy, đây, em giữ lại quả pin. Đấy. Nên nguồn bình thường bấm phím phía các thứ, cái phím này phím của nó bằng cao su này nên là nó bị dạn ra thôi, chứ còn vẫn bấm các thứ này nó vẫn rất là ngon lành cành đào, không bị liệt phím nào đâu. Em thử rồi đấy, con này rất là ngon lành cành đào luôn nhá. Đấy. Mà ngày xưa Samsung thiết kế con này nhìn nó mỏng luôn, rất là đẹp này. Nhỏ gọn mỏng mỏng đẹp đẹp, đẹp luôn đấy. Còn con này con Motorola, con này Doraemon. Con này ngày xưa này nó cũng ra rất là lâu rồi. Như này, con này màn hình nó màu xanh xanh đấy. Con này thì máy thì vẫn nên bình thường, không có pin và không có màn hình thôi đấy. Nếu mà anh em có pin với màn hình thì sưu tầm con này dùng cũng được, rất là chất. Màn hình của nó xanh xanh, em nhớ ngày xưa của nó. Còn con này Nokia này, con này thì không nên buồn rồi đấy, để anh em tặng anh em cho đa dạng bộ sưu tập thôi đấy. Con này thì nguồn em thử vẫn nên, thiếu mỗi pin với màn hình thôi. Còn con này cũng là con Motorola này. Con này thì đây, pin viết của nó này, chân pin to đùng luôn, cách mạng. Đấy, con này thì cũng không biết là nó ra năm bao nhiêu, nhưng mà con này nhìn khá là cổ rồi, bởi vì là ngày xưa những con điện thoại đời đầu nó hay có những râu râu này bắt sóng này. Không biết là ra trước hay ra sau con Doraemon nữa, nhưng mà nhìn thiết kế thì rất là cổ rồi. Đấy, để anh em sưu tầm thôi, con đấy thì nguồn nghĩa các thứ thì không nên nữa rồi. Còn Nokia này, thấy con Nokia này thì cũng không phải dạng cổ lắm đâu. Đấy. Nó cũng không phải là dạng cổ, những con như này nó gọi là cổ của Nokia này, còn những con này thì không phải là cổ lắm đâu. Con này thì đời này nó chỉ là 2008 2009 gì đấy, hoặc là 2007 2006 gì đấy. Em nhớ trong trong cái khoảng những năm đấy là nó sản xuất con máy này. Đấy, và con này thì camera của nó rất là chất luôn. Thời đấy con này nó ra thì cực kỳ là chất, bởi vì camera của nó là xoay 180 độ này. Đấy, góc vuông hai góc vuông được nhá. À, xoay sang bên này được luôn, 180 độ. Ngoài ra thì nó còn có cả cái phím điều chỉnh nhạc ở đây nữa, mở nhạc ở đây. Con này nó là Express Music đấy, nên là nó thiên về cái nghe nhạc đấy, có hai loa ngoài luôn. Con này nó có hai loa ngoài này đó. Nhìn cực kỳ là chất luôn. Con này thì cũng để sưu tầm thôi, không 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 lên nguồn nữa. Còn con này thì ngoại hình khá là đẹp, nói chung là màn hình nó xước thôi, ngoại hình xước thôi. Và con này thì vẫn còn dùng bình thường nhé, chân sạc rất sáng này. Đấy, trượt này rất là ngon lành cành đào luôn. Đây này, em kiểm tra cho mọi người xem lệnh của nó là sao thăng không không thăng này. Ồ đúng rồi, lâu lắm rồi không động đến cái lệnh đấy. Nokia này là 2680S đấy, con này nó là 2680S, vẫn còn nên nguồn dùng bình thường nhá. Tất cả các cái chức năng phím phiếc ok hết đấy. Cơ trượt rất là ngon lành cành đào đấy. Khóa này trượt nên mở khóa luôn đấy. Phím phiếc bấm ok hết, không liệt bất cứ phím nào, con này rất là ngon nhé. Đấy. Anh em vừa sưu tầm vừa để dùng rất là chất đấy. Nghe gọi con này thì cực kỳ chất đấy. Trượt lên phanh xoay phanh xoay, những con smartphone bây giờ đấy nói chung là để độ chất như thế nó cũng khó, ít có những con bây giờ thì nó thiết kế màn hình gập có trượt nữa, nhưng mà những con đấy rất là đắt. Ví dụ như con Fold 3 hay là Z Flip 3 giờ nó ra toàn mấy chục triệu đấy. Những con này thì gần như em tặng cho mọi người thôi, mọi người dùng sưu tầm chất. Con này con Samsung này thì nó bị mất pin rồi nên là cũng không không thử được nguồn, nhưng mà nhìn máy thì khá là đẹp. Đây. Cái mắt lưng này nó trượt ra thì phải chặt chặt quá trời luôn. Đấy. Con này thì nói chung nó cũng không cổ lắm nhưng mà cũng rất là chất. Trượt nói chung là cái thời này Samsung sản xuất rất là nhiều máy trượt.
Và cũng thời đấy thì Samsung sản xuất những máy trượt rất là được ưa chuộng này. Đấy, con này con D900i này, ngày xưa con này đắt lắm này, em nhớ là đắt lắm đấy này. Con này chỉ tặng mọi người giữ làm kỷ niệm thôi. Đây, con này con Soli Edition này, con này thì cũng chỉ gọi là pin biếc các thứ của nó đây, nhưng mà em chưa sạc thử nó, không biết nó còn lên không thôi. Đấy, vẫn còn pin luôn nhé. Đấy. Và máy thì cũng khá là đẹp, trượt chiếc cũng rất ngon. Đấy. Trượt chiếc này, ngon, màn hình nhớ nộp ni lông ra này. Đấy, nào đi thì sáng bóng luôn, bởi vì cái ni lông này dán bảo vệ màn hình thôi. Đấy, trượt chiếc cũng rất là ổn, ngon. Đây, con này cũng Soli này. Đó. Rất là đẹp nhé. Con này thì chắc chỉ thiếu pin thôi. Đây, con này chắc chỉ thiếu pin thôi. Đây, con này không có pin. Sony. Đây, con này cũng Sony này. Nhưng mà con này như kiểu Sony tàu sao? Con này tàu, máy tàu rồi. Con này máy tàu như máy Trung Quốc, không phải Sony xịn đâu. Con này máy Trung Quốc nhưng mà nhìn nó làm y hệt máy xịn luôn. Con này nhìn đúng như máy xịn luôn. Đấy, còn con hai con này thì con vàng với con đen này Sony xịn thật này. Đấy, nhìn cái logo rồi phím viết các thứ này nó mượt hơn, nó cầm nó đầm tay hơn rất là nhiều so với con này. Đấy, nên là ngày xưa thôi nó, máy tàu nó làm nhái đã rất là nhiều rồi, không nói gì bây giờ. Bây giờ công nghệ nó kinh khủng hơn nên mọi người mua cũng phải để ý, không là sẽ bị lừa bỏ ra số tiền nhiều mà sử dụng con máy nó không ra gì. Đấy. Còn con này cũng là con tàu thôi nhưng mà nó rất là độc luôn, lạ. Đấy, thiết kế theo kiểu Lamborghini. Đấy, mini luôn. Đấy. Đấy, con này thì vẫn đen các thứ, nguồn bình thường em kẹp thử dòng rồi, nên nguồn bình thường chỉ thiếu mỗi pin thôi, hai sim 26 nắp được thẻ nhớ nhé. Đấy, nó chỉ thiếu pin thôi nên nguồn dùng bình thường ấy. Nghe gọi thứ ngon luôn, mới đẹp đẹp luôn. Chất K36. Con này nó còn lấy logo của gì đây, lấy logo của Samsung luôn này. Đấy, mấy anh Trung Quốc thì lấy logo chả ai kiện luôn. Còn con này thì phải nói là cũng rất là lâu của Samsung này. Con này thì chỉ tặng anh em sưu tầm thôi, con này thì không không nên nhiều nữa rồi. Đây anten của nó đây này. Đấy, sóng xoáy được ra luôn. Ngày xưa máy điện thoại có những cái dấu anten này nó mới bắt được sóng, khỏe mới bắt được sóng ấy ngày xưa, bởi vì sóng di động nó không được tốt như bây giờ được. Đấy. Công nghệ càng ngày nó càng phát triển mà, nên là con máy này, điện thoại ngày xưa ấy thì có đấy. Con này thì không có pin rồi. Nhưng mà nói chung là những con này thì tặng mọi người để sưu tầm thôi, không không dùng được. Đấy. Ngày xưa mà Samsung còn thiết kế cả màn hình phụ ở ngoài nữa, nói chung con này cũng khá là chất đấy. Đấy, đây là con này, đến đời con này thì nó đời mới hơn thì nó sẽ không còn dâu nữa. Là cái màn hình phụ thì nó là màn hình nhìn màu rồi và có điều kiện nhạc các thứ ở đây, cam kiếp có, con kia thì chưa có cam kiếp gì. Đấy, con này thì đời mới hơn này, nó gọn gàng hơn và nói chung là thiết kế thì nó có nhiều tính năng hơn. Đấy, có nhiều tính năng hơn. Còn con này con xách tay này, con này con Toplux này, con này nó là máy xách tay, để em xem là nó model của nó là gì đây. Đây, con này của Hàn Quốc này, thuốc lắc của Hàn Quốc. Con này pin viết cũng phồng, đây, chân pin con này cũng là dạng cổ, bởi vì đây anten của nó này to phạt theo cái bên hông máy này. Sưu tầm thôi anh em nhé, thì con này cũng chả dùng được gì. Đấy, cam kia các thứ ngày xưa nhìn thấy bộ cam các thứ này chất lắm. Còn con này cũng Samsung rất là nhỏ gọn, con này cũng đời mới rồi. Đấy, đời nó cũng phải ngang tầm con này. Đấy, nên là nó không còn anten nữa, nhưng mà con này nhìn khá là hay. Đấy, thiết kế gấp gấp rất là gọn luôn này. Đấy, nghe này gấp à. Đấy, nhìn rất gọn, nhỏ gọn luôn. Đấy, còn ba con này là ba con cảm ứng này, nhưng mà không phải là dòng smartphone đâu nhé, nó cảm ứng nhưng mà nó kiểu dạng chạy vẫn hệ điều hành bình thường thôi, nhưng mà nó thay đổi là không dùng phím nữa mà nó dùng cảm ứng. Đấy, thì con này cũng không phải dạng cổ đâu, nhưng mà anh em có kỷ niệm gì thì vẫn tặng để anh em giữ làm kỷ niệm. Con LG này thì cam kết là anh em kiếm được pin là anh em sẽ dùng được. Đấy, bởi vì con này thì nó rất là mới. Đây này, nộp màn hình ra này. Đó, không khác gì một con máy mới luôn. Đấy, đẹp keng luôn, màn hình bảo vệ xước thôi, không phải xước màn hình đâu nhé. Đẹp keng luôn, kiếm được pin là dùng được con này. Con này thì nó không phải smartphone đâu. Và cái cảm ứng ngày xưa thì nó là cái cảm ứng không phải cảm ứng như bây giờ. Đấy, không phải cảm ứng đa điểm như bây giờ, nên là nó có một cái bút cảm ứng ở đây nữa này. Đây, cái bút này bị rát hay sao chặt quá trời luôn này. Đấy, cái bút này hình như bị rát rồi. Đấy, nhưng mà cái cảm ứng này ấy, thì không phải là mình dùng cái lòng ngón tay mình chạm chạm như smartphone bây giờ đâu, mà mình phải dùng móng tay mình chổ này. Đấy, chổ 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 thì nó mới cảm ứng được. Đấy, cái cảm ứng đời đầu nó sẽ như thế. Như con này cũng thế này. Đấy, thì
dùng cảm ứng về chỗ 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 đấy. Sony là nhìn như một con máy ảnh luôn. Đời Sony này đời trước rồi, sau khi đấy thì Sony sẽ ra đời này. Đấy thì mọi người mà thích những con máy nào ấy, thì mọi người cứ nhắn tin cho em gửi tặng cho mọi người làm bộ sưu tập cho nó phong phú, làm kỷ niệm, giữ làm kỷ niệm. Ok nhé, cảm ơn mọi người, chào mọi người nhé.